Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Mặc dù đã được thi công sắp hoàn thành, thế nhưng phải tạm dừng lại gian dở giữa chừng suốt hơn một năm nay do vướng vào phần diện tích đất vườn của người dân địa phương vẫn chưa được giải quyết. Tuyến đường bị cục ngủng, các ô tô khi đến đây đều phải quay đầu trở lại, còn người đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy có thể qua lại bằng đoạn đường đất nhỏ phía dưới nách mố cầu. Khu vực chân mố cầu cỏ dại mọc um tùm, nhếch nhác, sắt thép không được che đậy. Cách mố cầu khoảng 20 m nhiều dầm bê tông lớn cùng sắt thép ngổn ngang phơi dưới nắng mưa có dấu hiệu hoen rỉ. Ông Phạm Ngọc Hà, trưởng thôn Nam Sơn cho biết, nguyên nhân khiến dự án đường liên xã Ngọc Sơn Lưu Vĩnh Sơn gian dở là do trong quá trình thi công, mố và lề cầu dịch vào đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình bà Phan Thị Lý. Phía gia đình yêu cầu phải đền bù đất theo giá cả thị trường hoặc cấp một khu vực đất khác tương ứng. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã nhiều lần làm việc với gia đình nhưng không có kết quả, khiến sự việc dây dưa kéo dài. Bà Phan Thị Lý, 56 tuổi, ở thôn Nam Sơn cho biết, gia đình có 1.385m2 đất đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầy đủ, Khoảng tháng 9 năm 2021, đơn vị thi công bất ngờ đưa máy móc đến đây tự ý đào xới đất, cây trồng ăn quả lâu năm để làm cầu, nhưng chưa được sự đồng ý của gia đình. Khi về làm cầu là cũng không thông qua họp với dân này, không thông bảo với gia đình này, từ tiện đưa máy móc đến là đào xới cơn cối của túi này. Ba ngắn cản từ đâu mà họ vẫn cứ làm, cho nên là ba không biết làm sao, không biết kêu ai nữa là ba giá ba đuổi công nhân này là đến mãi đến dư là hơn một năm trời là câu bỏ hoang này gia đình ba là đề nghị là các bán ngành cả cấp trên là giải quyết và làm lại câu để cho bà tuy ra vườn đi nữa để sau lý cho con cháu bà tuy sinh sống cho theo bà Lý, nguyện vọng của gia đình là đề nghị chính quyền các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng trong đó, nếu vẫn tiếp tục thi công cầu để hoàn thiện tuyến đường cho dân đi lại thuận tiện thì phải đổi miếng đất khác tương ứng cho gia đình hoặc bồi thường theo giá thị trường. Nếu không đồng ý thì đề nghị dịch chuyển cầu ra phía ngoài đường để trả đất về nguyên trạng ban đầu cho gia đình. Ông Ngô Đức Quy, giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà cho biết, dự án này có vốn đầu tư 11 tỷ đồng do huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư. Các địa phương hưởng lợi từ cam kết giải phóng mặt bằng đáng ra dự án làm xong năm 2022 nhưng do vướng 126 m2 đất của hộ gia đình bà Lý ở thôn Nam Sơn và hộ này không đồng ý hiến đất mà yêu cầu đổi đất mới, dù địa phương đã nhiều lần tuyên truyền vận động nhưng không có kết quả. Hiện huyện đang giao xã tiếp tục vận động hộ dân để giải phóng mặt bằng. Trường hợp hộ dân không đồng ý thì huyện sẽ đưa ra chế độ chính sách tương ứng như bồi thường. Nếu vẫn không được sẽ cưỡng chế thi công.